Công ty Morgan Stanley cho biết họ đang rút khỏi cuộc chiến tuyển dụng đắt đỏ nhằm thu hút các nhân tài trong ngành môi giới chứng khoán vì chi phí tuyển dụng đang vượt lên lợi nhuận. Theo một thông báo thì Morgan Stanley, công ty có hơn 15.000 nhân viên môi giới chứng khoán, sẽ giảm đáng kể việc tuyển dụng các tư vấn viên có kinh nghiệm. Đối thủ của Morgan Stanley là Bank of America Merrill Lynch cũng thông báo bắt đầu từ tháng 6, công ty sẽ không đưa ra những hứa hẹn hay khoản thưởng lớn để thu hút nhân sự gia nhập công ty nữa. Nhiều năm qua, các công ty chứng khoán thường than phiền về cuộc cạnh tranh không ngừng giữa các công ty ở phố Wall để đưa ra các gói tuyển dụng hấp dẫn nhằm giành lấy những nhân viên tư vấn hàng đầu và khách hàng cùng tài sản của họ. Gói tuyển dụng thường bao gồm một tờ chi phiếu đã ký và tiền thưởng được trả trong 7 đến 10 năm dựa trên doanh số và việc đạt mục tiêu kinh doanh. Cách này được dùng để mở rộng ngành kinh doanh quản lý tài sản, nhưng thường chi phí tuyển dụng lại vượt qua lợi nhuận.